Thế mà được 4 điểm. Nghề nghiệp. Thầy cơ bản đi uống nước mà. Ta xuống tìm tìm uống nước hả? Mai cũng đọc đi về luôn. Không ai cả lớp mình đi về, mẹ đi ở trong. Mày về đi, mày về chứ đi, chứ đi, tớ về tớ lên. Gì? Kiến chủ linh là Lã Ngọc Thiện đúng không? Thì là bao nhiêu?